Thưa quý vị, vào cuối tuần qua thì công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã tổ chức lễ mở bán khu nhà liên kế Vườn Merita ngay trong khuôn viên dự án tại mặt tiền đường Liên phường, quận 9 với 300 khách tham dự. Dịp này thì chủ đầu tư nhà Khang Điền đã khai trương khu nhà mẫu của dự án. Tiếp nối thành công trong việc kiến tạo nên những cộng đồng cư dân hạnh phúc và sầm uất tại khu vực quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khang Điền tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mới là dự án khu dân cư Merita tại vị trí ngay mặt tiền đường Liên Phường, quận 9. Dự án được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế kiến trúc và cảnh quan xanh, mang đến một không gian sống tiện nghi và giá trị cho những gia đình trẻ. Merita có tổng diện tích 3,1 hecta với 131 căn nhà liên kế vườn được thiết kế theo phong cách hiện đại, có diện tích linh hoạt từ 142 đến 362 m2. Đặc biệt, với 42 căn mặt tiền đường liên phường rất có giá trị bởi những căn nhà này rất thuận tiện cho việc di chuyển và có thể gia tăng khả năng đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu. Merita được chủ đầu tư khang điền hoàn thiện mọi tiện ích và xây sẵn trước khi mở bán. Vì vậy, khách hàng có thể tham quan và khi quyết định mua nhà có thể vào ở ngay. Từ Merita, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm quận 1 với chỉ 10 phút, 15 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tại Merita, cư dân có thể sử dụng tối đa các tiện ích năm sau đã được hoàn thiện hồ bơi hồ trang, phòng gym, khu cà phê, khu vui chơi trẻ em, khu công viên cây xanh và thụ hưởng một không gian sống đẳng cấp, văn minh với chế độ an ninh tuyệt đối 24 trên 7.